Vợ Hồng Đăng có động thái dứt khoát giữa lúc chồng bị VTV cắt sóng vì scandal ở nước ngoài. Giữa lúc Hồng Đăng bị VTV cắt sóng vì dính scandal ở nước ngoài, vợ của nam diễn viên có động thái dứt khoát khiến dân tình xôn xao. Sáng ngày 1 tháng 7, báo Dân Việt đưa tin Đài truyền hình Việt Nam bất ngờ thông báo về việc tạm dừng các chương trình có Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang có scandal tại nước ngoài, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đài, ban thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát chương trình sản xuất, giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh hai nhân vật này trên sóng số ngay từ hôm nay, kể cả chương trình phát lại. Trân trọng cảm ơn. Theo đó, vì dính scandal ở nước ngoài nên Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh sẽ không được xuất hiện trên các chương trình hoặc cắt bỏ khỏi chương trình nếu được quay từ trước. Thông báo của VTV khiến dân tình càng thêm rần rần vì trước đó Hồng Đăng cùng Hồ Hoài Anh dính nghi vấn bị bắt tại Tây Ban Nha vì cáo buộc tấn công tình dục một cô gái người Anh mới 17 tuổi. Trong khi Lưu Hương Giang lên tiếng bày tỏ sự tin tưởng ông xã, thì vợ của Hồng Đăng lại có thái độ khá bất ngờ. Trước sự hỏi thăm liên tục của cư dân mạng trên Facebook cá nhân, vợ Hồng Đăng có động thái đầu tiên cực kỳ dứt khoát. Cô hạn chế phần bình luận và xóa những comment tiêu cực liên quan đến vụ việc ồn ào của chồng nhiều giờ qua. Bên cạnh đó, cô cũng hoàn toàn giữ im lặng, không lên tiếng đính chính hay xác nhận bất cứ điều gì. Trước đó, cô từng thông báo về việc chồng bị mất điện thoại trong chuyến công tác châu Âu. Trước sự việc này, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phát biểu trong cuộc họp chiều ngày 1 tháng 7 rằng, theo thông tin chưa chính thống, diễn viên Hồng Đăng đi du lịch châu Âu và có liên quan đến vụ việc đang được điều tra. Sở Văn hóa và Thể thao đã giao Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội báo cáo chính thức về nội dung này. Khi có báo cáo bằng văn bản, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ có thông tin chính thức với các cơ quan báo chí. Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa nhận được báo cáo của Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội.